Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Con người chúng ta đã chính thức nghiên cứu khủng long được 200 năm, tính từ khi danh pháp khủng long đầu tiên là Megalosaurus xuất hiện vào năm 1824 do công của nhà cổ sinh vật học người Anh William Buckland. Thế nhưng cho đến nay, chúng ta không những còn nhiều điều chưa hiểu hết về khủng long mà thậm chí còn nhiều lần hiểu lầm chúng. Đã có những sai lầm khoa học khi chúng ta nghiên cứu khủng long, một số có thể sửa được, nhưng cũng có một số không thể sửa được. Những sai lầm đó để lại những vết hằn sâu khó xóa nhòa trong nhận thức của chúng ta về khủng long, và dù cho đã có những đính chính, những thừa nhận về sai lầm, thì những vết hằn đó cũng khó xóa bỏ trong một sớm một chiều. Như người Việt Nam vẫn thường nói, bút xa gà chết, nhưng thậm chí bút xa thì khủng long cũng chết. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một chi khủng long đặc biệt, cũng như sai lầm khoa học đã khiến chúng hàm hoa suốt một thế kỷ mà cho đến nay, nỗi oan đó vẫn chưa thể được gột rửa hoàn toàn. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Vào năm 1923, trong một chuyến thám hiểm nhằm mục đích nghiên cứu cổ sinh vật học tại Mông Cổ, đoàn thám hiểm do nhà tự nhiên học Roy Chapman Andrews dẫn đầu đã kết thúc chuyến đi tương đối thành công khi tìm thấy ba hóa thạch khủng long chân thú hoàn toàn mới mà giới khoa học chưa từng biết đến. Một trong số đó chính là hóa thạch của loài khủng long sau này được đặt danh pháp là Oviraptor Philoceratops. Nếu bạn không quen lắm cái tên của loài khủng long này thì tôi xin giải thích. Theo tiếng Latin thì nó có nghĩa là kẻ trồng trứng. Còn tại sao loài khủng long này lại mang cái tên xấu xa như vậy thì hãy xem câu chuyện diễn ra tiếp theo. Hóa thạch Oviraptor được tìm thấy không nguyên vẹn cho lắm khi thiếu đi hẳn phần lưng, chỉ còn lại một hộp sọ bị vỡ nát, một phần cổ, một phần xương sống lưng, một vài chi tiết ở ngực và một ít xương sườn. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Họ còn phát hiện ra hóa thạch của loài khủng long này nằm cạnh một ổ trứng. Hộp sọ của nó chỉ cách những quả trứng khoảng 10cm trầm tích mà thôi. Đây cũng chính là ổ trứng khủng long hóa thạch đầu tiên được tìm thấy trên thế giới, và người ta kỳ vọng nó sẽ giúp hé lộ thêm nhiều điều về đời sống và hành vi của những sinh vật tiền sử đang rất được thế giới quan tâm khi đó là khủng long. Vấn đề là những quả trứng này thuộc về loài khủng long nào? Đến đây thì một sai lầm khoa học nghiêm trọng đã xảy ra, khiến cho loài khủng long mới tìm thấy mang nỗi oan đến hàng chục năm về sau. Henry Fairfield Osborn, nhà cổ sinh vật học nổi tiếng người Mỹ, người phụ trách mô tả hóa thạch của loài khủng long mới này, cho rằng những quả trứng nằm gần đó thuộc về chi Protoceratops hoặc một loài khác cùng nhóm khủng long mặt sừng. Vì lý do gì một con khủng long lại chết ngay gần những quả trứng khác loài chứ? Lời lý giải hợp lý nhất có lẽ là nó đã chết khi cố gắng xơi những quả trứng ấy. Chính vì thế, các nhà nghiên cứu đã đồng tình với nhau là sẽ gán cho loài khủng long này cái tên chi là kẻ trộm trứng, Oviraptor. Henry Fairfield Osborn tỏ ra không chắc chắn lắm với kết luận này. Ông nghĩ cái tên kẻ trộm trứng có thể để lại nhận thức chưa đúng về con khủng long, và ông muốn thay Oviraptor bằng một cái tên khác, Phenestrosaurus. Nhưng ý kiến này của ông đã bị bác bỏ. Người ta thậm chí còn đào sâu hơn định kiến trộm trứng về Oviraptor bằng cách đặt tên loài là Philoceratops, có nghĩa là thích trứng của Ceratopsian. Do đó, danh pháp hai phần đầy đủ của loài khủng long xấu xa này là Oviraptor Philoceratops. Về mặt phân loại, ban đầu thì Henry Fairfield Osborn dựa vào phần hàm không có răng đã xếp Oviraptor vào họ Ornithomimidae, gồm những loài khủng long giống chim với hàm không có răng. Đến năm 1976, vì phát hiện ra nhiều đặc điểm giải phẫu học khác biệt, nhà cổ sinh vật học người Mông Cổ Rinchen Baspo đã thành lập họ Oviraptoridae để mô tả Oviraptor cùng các họ hàng của nó. Tất cả đều bị gán cho là có hành vi ăn trộm trứng của các loài khủng long khác. Nhiều năm trôi qua thì dù có thêm những loài khác thuộc họ Oviraptoridae được phát hiện, nhưng người ta vẫn chưa thay đổi quan niệm ban đầu về Oviraptor và những họ hàng của nó. Phải đến thập niên 1990, tức hơn 70 năm sau khi được tìm thấy, điều đó mới phần nào thay đổi khi người ta khám phá ra hàng loạt các ổ trứng và các hóa thạch khủng long họ Oviraptoridae đang ấp trứng bằng cách cuộn mình nằm trên ổ. Những quả trứng này cũng tương tự như quả trứng đã tìm thấy bên cạnh mẫu vật Oviraptor Philoceratops đầu tiên. Điều đó chứng tỏ không hề có vụ trộm trứng nào ở đây cả, còn Oviraptor kia thật sự đã chết bên cạnh ổ trứng của nó, có thể là vì đang cố bảo vệ chúng trước một tai họa đang đến gần. Ngoài ra thì người ta cũng tìm thấy thêm những bằng chứng về khẩu phần của Oviraptor và họ hàng, chẳng hạn như cấu tạo miệng thích hợp cho việc ăn thực vật, hoặc những mẫu hóa thạch có thể là từ các loài thằn lằn nhỏ trong khoang bụng của mẫu định danh, dẫn đến giả thuyết Oviraptor là loài ăn tạp. Và tuyệt nhiên vẫn chưa có bằng chứng nào khác chứng minh Oviraptor lấy trứng của loài khác làm thức ăn cho mình cả. Mọi chuyện có vẻ đã tương đối rõ ràng, nhưng có những thứ đã đi vào giấy trắng mực đen thì khó có thể thay đổi được nữa.
Đã 30 năm trôi qua sau khi sự thật được làm sáng tỏ, nhưng cái tên kẻ trộm trứng thì vẫn còn đó. Thậm chí là những phát hiện mới cũng không làm thay đổi được hình ảnh của Oviraptor trong văn hóa đại chúng. Bộ phim Dinosaur của Disney ra mắt năm 2000 vẫn khắc họa Oviraptor như một loài khủng long ăn trộm trứng của loài khác. Thậm chí là đến tận năm 2022, trong đoạn phim tiền truyện của Jurassic World Dominion, Oviraptor vẫn là kẻ trộm trứng. Quả thật thì không có nhiều tiếng nói được cất lên nhằm xóa bỏ nỗi oan khuất của loài khủng long này. Trên mạng Internet thì từng có một kiến nghị đổi tên Oviraptor đến từ một nhà hoạt động nào đó, nhưng cũng không mấy ai quan tâm. Bút xe gà chết, có lẽ Oviraptor sẽ phải lưu danh sử sách với cái tên mà người ta đã dùng để hàm oan cho nó mãi mãi. Tạm gác lại câu chuyện của cái tên, chúng ta hãy tìm hiểu thêm một chút về Oviraptor, một chi khủng long có vai trò quan trọng trong lịch sử cổ sinh. Chúng không hề to lớn. Như ước tính từ mẫu định danh, dù thiếu phần sau của thân, nhưng cho thấy con vật có thể dài từ 1m6 đến 2m và có cân nặng từ 33 đến 40kg, nhưng thông số khá tương đương với loài đà điểu đầu mèo ngày nay. Chúng được cho là có đôi chi sau mạnh mẽ, thích hợp với việc chạy. Bàn chân có 3 ngón đầy đủ chức năng dù ngón thứ nhất đã hơi tiêu giảm. Bằng chứng từ những loài cùng họ khác gợi ý rằng Oviraptor có cặp chi trước được bao phủ bằng những lông vũ dài, phần đuôi thì lại ngắn và kết thúc bằng sừng bánh lái, có thể dùng để hỗ trợ một chùm lông vũ hình quạt. Trên thực tế thì hình dung của chúng ta về Oviraptor trong quá khứ khá là trần trụi khi không có lông vũ, nhưng sau khi có thêm những hiểu biết mới về khủng long thì Oviraptor trong hình dung của con người đã gần như lột xác hoàn toàn và trông giống chim hơn rất nhiều. Việc nghiên cứu chế độ ăn của Oviraptor cũng rất quan trọng để chứng minh rằng nó không hề ăn trộm trứng, mà nếu có đi chăng nữa thì chúng cũng không phải là thức ăn chính của chúng. Nhà cổ sinh vật học lừng danh người Mông Cổ Rinchen Baspo vào năm 1977 là người đề xuất giả thuyết ham của Oviraptor có khả năng nghiền vỏ cứng, chuyên dùng để phá vỡ vỏ của các loài nhuyễn thể được tìm thấy rất nhiều cùng hệ tầng với Oviraptor. Đồng thời ông cũng lập luận rằng Oviraptor có thể sống bán thủy sinh dựa trên chế độ ăn này. Đến năm 1990 thì David Smith phản biện giả thuyết của Rinchen Baspo, cho rằng chi trước của Oviraptor không phù hợp với lối sống bán thủy sinh. Smith cũng tin rằng phần hàm không răng cùng hộp sọ có cấu tạo nhẹ, thiếu cơ bắp, chỉ thích hợp để ăn lá cây. Đến năm 1995 thì một nhóm khác lại báo cáo rằng họ tìm thấy những hóa thạch của một loài thằn lằn nhỏ trong khoang bụng của mẫu định danh, dẫn đến giả thuyết cho rằng Oviraptor thật ra là loài ăn thịt. Những nghiên cứu sau này tiếp tục ủng hộ việc Oviraptor sở hữu hàm có khả năng nghiền thức ăn tốt giống như mỏ của vẹt và rùa. Tuy nhiên chúng ăn gì vẫn là điều chưa thể xác định được chính xác 100%. Có người cho rằng Oviraptor thích nghi để ăn các loại thực vật chịu hạn phổ biến trong môi trường sống của chúng. Cũng có người cho rằng chúng thích ăn các loại hạt, hạt giống có vỏ khá cứng. Oviraptor cùng các loài cùng họ với nó chính là những bằng chứng sớm nhất về việc khủng long có hành vi xây tổ, đẻ trứng và bảo vệ trứng một cách nghiêm ngặt như nhiều loài chim ngày nay. Mẫu định danh của Oviraptor cho thấy đây là một cá thể đã trưởng thành về mặt sinh dục và qua đời khi đang cố bảo vệ tổ trứng của nó. Điều này còn được thấy rõ hơn ở chi họ hàng của Oviraptor là Cetipity, khi mẫu định danh của chi này được tìm thấy khi giang tay che chở ổ trứng của nó, một tư thế mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy ở nhiều loài chim đẻ trứng ngày nay và càng làm rõ thêm mối liên hệ giữa khủng long và chim. Những cây tổ với các quả trứng được xếp gọn gàng thành nhiều vòng càng cho thấy sự quan tâm mà những con khủng long bố mẹ dành cho những đứa con chưa chào đời của chúng. Sự chăm sóc tận tâm này là điều cần thiết cho sự duy trì giống nòi của những con khủng long Oviraptor. Với môi trường Oviraptor sinh sống vào cuối kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 75 đến 71 triệu năm trước tương đối khắc nghiệt. Hệ tầng Jakarta nơi tìm thấy hóa thạch Oviraptor có những dấu hiệu của một môi trường sống bán khô hạn với quang cảnh là những đồi cát và đất bồi hiện diện xung quanh. Sông suối nhỏ và hồ nước có thể hiện diện nhưng cũng có thể khô cạn vào mùa khô. Mẫu định danh của Oviraptor có thể đã qua đời khi bị chôn vùi trong một trận bão cát hoặc gió lớn khiến cát hoặc đất đổ sụp chôn vùi nó cùng ổ trứng của mình. Chúng cũng có thể đối mặt với những kẻ săn mồi đáng sợ và ranh mãnh sống xung quanh, chẳng hạn như Velociraptor nổi tiếng hay Sauronithoides. Hơi buồn cho Oviraptor khi chúng ta không thể thay đổi được cái tên của nó, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể tự thay đổi nhận thức và quan niệm của mình về con khủng long này. Và đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để không bỏ lỡ những video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV trong tương lai.